Kính thưa thầy giáo, bác sĩ, viện trưởng Dư Quang Châu cùng các huấn luyện viên quốc tế. Kính thưa các anh đại diện cho Hội người Việt Nam tỉnh Uteski và Chi hội người Việt Nam ở thành phố Tbilisi. Kính thưa tất cả các học viên. Hôm nay tất cả anh chị em chúng ta tập trung tại đây để tổng kết khóa học lần thứ hai của bộ môn thập chỉ ly tâm do chính bác sĩ, viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng bấm huyệt thập chỉ ly tâm hướng dẫn cho bà con ta tại Cộng hòa Séc và một số nước lân cận để tự chữa bệnh cho mình và những người thân yêu trong gia đình. Kính thưa quý vị, từ Hà Nội, bác sĩ Dương Quang Châu đã đến Frankfurt. Sau khi làm hai điểm, bác sĩ lại hành trình từ Berlin để sang Paris. Trong quá trình tại Paris, ôi hỡi ơi, thầy Dương Quang Châu đã mắc toàn bộ hết dụng cụ, giấy tờ, tư trang, trong đó có những tư liệu rất quý để giảng dạy cho chúng ta. Và thầy vẫn cứ tiếp tục tiến hành ở hai điểm tại Paris và Marseille. Từ Marseille, vé máy bay đã được mua để về Praha, nhưng vì không có hộ chiếu, mặc dầu được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Paris nhưng vẫn không làm được. Và thầy Dương Quang Châu phải lặn lội xe buýt từ Marseille đến Praha với hai chặng đường 25 tiếng đồng hồ từ Marseille sang Praha. Kính thưa quý vị, khi những người con đến, những bà con đến đây tâm trong trạng lo âu, đau đớn về bệnh tật, thế mà chỉ vài hôm, những lo âu, những cơn đau đó đã được giảm dần. Phương pháp chữa bệnh của thầy vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, không dùng đi thuốc, không tốn đến tiền bạc. Với tâm trí của bác sĩ Dương Quang Châu và những bài hướng dẫn cụ thể cho chúng ta, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là bác sĩ tại gia. Cho phép tôi được thay mặt ban điều hành bác sĩ xin cảm ơn ngài đại sứ Trương Bạch Sơn và phu nhân về sự ủng hộ quan tâm đến bộ môn này. Cảm ơn thầy giáo, bác sĩ, viện trưởng Dương Quang Châu. Cảm ơn anh Thái, anh Ninh, anh Ba, anh Dưỡng cùng các huấn luyện viên khác của thập chỉ ly tâm thế giới. Cảm ơn tất cả anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức thành công khóa học này. Cuối cùng, hôm nay là ngày chúng ta tiễn đưa thầy đi một nước khác để chuẩn bị giúp đỡ cho bà con chúng ta. Vậy thì rất là buồn, nhưng biết làm sao được. Đấy là tất cả những gì tâm trạng của chúng tôi tại thành phố Dubai này. Xin kính gửi đến thầy. Là chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh, kim chủ tịch Hội người Việt Nam tại Tbilisi, kim luôn trưởng ban tổ chức cho cái thập chỉ ly tâm này, nên có đôi lời với ngài đại sứ, phu nhân và bác sĩ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.